Chào cả nhà, Thaily đây. Trong video này thì mình sẽ đưa các bạn tới một buổi tập của mình. Thì khi các bạn mới bắt đầu buổi tập, các bạn luôn luôn cố gắng bắt đầu bằng việc mình khởi động kỹ cơ khớp, làm một số bài chạy cơ bản. Bài tập đầu tiên của mình với các bạn học sinh ở đây là bài dí dỗ, bài tập rất là quen thuộc đúng không? Thường nếu mà tập luyện với các bạn nam thì mình sẽ cho dí dỗ này khoảng 100 quả. Còn đối với các bạn nữ thì thường sẽ là 50. Thực chất thì bài tập này không phải là để cải thiện cái khả năng dứt điểm dỗ đâu các bạn. Bài tập này nó chỉ đơn giản là để các bạn bắt đầu có được cảm giác bóng trong một buổi tập mới thôi. Tại vì khi bắt đầu buổi tập mới thì cảm giác bóng các bạn nó không thể nào như được lần cuối mà các bạn chơi bóng. Luôn luôn nó sẽ hơi yếu hơn một chút. Cho nên cái bài tập này nó sẽ giúp các bạn có cái cảm giác bóng, cảm giác rổ tốt hơn. Ôi dồi ôi! Ôi sao lại thế nhỉ? Mình thường lên rổ. Tưởng cái tập lý tích cơ mà. Hôm nay là áp lực. Tiếp theo mình sẽ cho các bạn ném phạt để các bạn làm quen với rổ. Đấy gì đấy? Nhưng mà ném mình thì vào hay không? Ném cũng vào, sáng sớm một chiều. Sáng sớm một chiều à? Sáng sớm một chiều. Hai ba. Chị đừng nói lại ơi. Sáng sớm. Hai ba. Ui giời. Lại bắt đầu ném cho tới đấy. 24 sao còn mỗi không? 35 rồi đấy. Ném dùng con này. Ui giời. Hai nón. Đến chiều chưa? Đâu hai cuối không? Đâu hai. Tiếp theo sẽ là một cái bài tập để giúp các bạn có thể lấy lại được cái footwork ném. Thì trong bài tập ngày hôm nay, chúng mình sẽ tập luyện nhiều ở cái footwork drop. Các bạn có thể thấy ở đây là các bạn học sinh cấp 3 đã có kinh nghiệm chơi bóng rồi, tuy nhiên là cái footwork trông nó còn rất là vụng về. Rất nhiều cái để tập luyện. Hoặc thậm chí là đôi khi ở những cái buổi tập trước hoặc là trong trận đấu các bạn có thể thực hiện được những cái động tác đấy. Bản chất các bạn không hiểu nó là cái gì, không biết nó là cái gì thì mình cần phải làm rõ nó. Để đến khi các bạn vào trận đấu, trong từng cái tình huống trận đấu các bạn hoàn toàn có thể là xử lý để tận dụng được cái kỹ thuật đấy. Mình tin là có rất nhiều bạn đang xem video này bị cái thói quen di chuyển footwork giống các bạn ở trong video. Ở đây sẽ là một số cái tình huống mình sửa cho các bạn lưu ý xem. Cái chân phải của em nó bất ít ra. Ờ đúng rồi. Cái chân phải của em nó nào, tiếp cận rồi. Rock, bật. Rồi ném luôn. Hốt. Bay dù vậy. Bắn lên, đi lên tục lên. 20 quả. Chửi mọi người ạ. 4 quả đúng không? Bóng nó nặng lắm anh. Anh mang bơm đây không anh? Không. Không ném quả kia. Quả đấy bị tương nhẹ. Không có. Em không nhìn rổ, đâm ra là em căn rổ nó chỉ lệch. Từ khi em đứng em nhìn trước rồi, giống kiểu đánh phạt ấy thì nó còn ném được. Trong trận là em ném nó em xui á. Thấy rồi. Góc rồi, footwork nó là thế thôi. Footwork nó chỉ như thế thôi, nhưng mà bọn em phải tập cái thói quen của em phải ném dứt khoát lên. Vào hay là trượt nó cũng phải dứt khoát lên. Tại vì bọn em tưởng tượng em, bọn em đứng căn ke đôi khi nó vẫn trượt. Đúng không? Bọn em ném nhanh dứt khoát đôi khi vẫn vào. Thì đương nhiên mình nên chọn cái cách ném dứt khoát lên. Trong trận mình còn ra tay nó thoải mái được. Chứ bọn em đến đây như kiểu nam từ nãy đến giờ ấy. Nó đến rất là từ từ đây xong rồi ném này. Thường là mình sẽ bị áp lực. Cái thằng này nó đuổi mình một này, thằng thứ hai thằng hép lên thứ hai. Thì không ném được nữa. Cho nên là cố gắng qua cái ném dứt khoát lên, vào hay trượt được. Cố gắng hết sức. Hai, thế thôi. Đấy, đấy. Chín nhá. Đấy. Thầy. Lên, bật, 1-2, lên dứt khoát. Rồi. Đưa bóng lên set thôi, chuẩn lên. Và thăng bằng. Đúng rồi. Tốt rồi. Các bạn hãy nhớ là phải tập luyện ở cả hai phía. Tại vì mình biết là có rất nhiều bạn ở phía bên này thì làm được, nhưng mà sang phía bên kia thì cái footwork trông nó rất là gượng gạo, không làm được. Nó cũng tương tự giống như cái việc các bạn rất là dễ đột ở cái tay thuận của mình, nhưng mà đến khi chuyển sang cái tay không thuận một cái là hầu như các bạn chỉ có thể step back hay là side step để các bạn bắt đầu thực hiện cú ném thôi.
các bạn không đột phá nữa. Lý do chính là do các bạn không tập luyện, tay của mình nó không hình thành thói quen được. Boom. Ôi trời ơi. Anh ơi, có hai lại đó. Đâm. Mua tâm, lấy bóng ấy. Mua đây đúng không? Sang này. Thấp này. Ôm sớm bóng lên. Thì khi bọn em ôm quả bóng rồi ấy, bóng nó ở giữa người. Anh đưa lên nó thẳng được. Chứ bọn em toàn bị cái kiểu, bọn em giữ ở cái pocket lâu quá. Em toàn này. Thứ nhất là cái chân phút vuông nó sẽ bị sai. Thứ hai là mình không kiểm soát được cái đoạn cuối nó nhanh quá. Mình không ném thẳng. Mình sẽ bị lú, mình quên mất cái việc phút vuông. Tiếp theo là chúng mình sẽ đến với bài tập tấn công vào người help ở phía trong. Thì đây là một trong những cái vấn đề mình thấy rất là nan giải đối với cả những cái bạn mới chơi. Rất nhiều bạn hỏi mình là em đã đột phá qua được cái người phòng thủ phía trên rồi, nhưng mà khi đi vào trong thì luôn luôn gặp một người khác, thì em phải tấn công như thế nào? Hoặc là khi mà đánh phản công thì có một người, người ta đứng, người ta safety ở ngay dưới rổ ấy, thì mình phải tấn công như nào? Thì nếu mà trong những cái tình huống đánh 1-1, đây sẽ là một trong những cái cách mà các bạn nên tận dụng. Đấy là mình tấn công thẳng ở trên đầu của đối thủ, và mình sử dụng cái động tác là extend rộng quả bóng ra phía ngoài, phía outside, để có thể né được cái tay thủ đối thủ và sau đó tấn công vào rổ. Thì các bạn có thể xem ở cái giai đoạn này, nhưng mà mới tập luyện footwork vẫn còn chưa quen, thì học viên của mình các bạn ý di chuyển từ vị trí xuất phát vào trong rất là chậm. Cái đà của các bạn không nhanh không mạnh, thì đấy là một trong những cái yếu tố mà khiến cho các bạn không thể nào mà đánh tốt được những cái tình huống đánh trên đầu đối thủ. Mạnh. Nhảy cao lên để đặt nhẹ quả bóng vào ấy. Phi mạnh lên. Em muốn đánh không chậm, em phải đánh mạnh lên. À yếu đây không đánh không? Phi mạnh vào. 4-4-4. Rồi bước dài có không ạ? Hả? Chỗ không phải nhìn anh. Đúng rồi, phải bước thôi. Mấy xe ra một đường nữa kìa. Chắc nó không chậm đất cơ. Chắc nó không chậm đất cơ mà. Anh bảo nhá, khi bọn em lên ấy, cái trò lên này, nó không phải là phản xạ với cả tay đối thủ để bọn em né trên không đâu. Mà bọn em phải biết trước là bọn em sẽ làm cái gì từ lúc bọn em chạy rồi. Và lúc ấy bọn em chỉ làm thôi. Còn khi thì bọn em có kế hoạch thôi nhá, trên xuyên không em chỉ làm thế thôi. Còn cái bắt bọn em ấy phải tập trung vào rổ để đến cái đoạn đường em đưa cẩn thận thôi.
đó. Chứ không phải đến lên đây bắt đầu với phản xạ tay tứ thủ thì mình né thôi. Kế hoạch trước đây. Mày nghĩ trước đi. Mày sẽ làm cái gì trên không hả Dương? Dương luôn à? Xanh à? Ê ơi, tính trước đầu em bắt đầu vậy. Nói dừng cái đây rồi. Nào, bây giờ chạy với anh mình sẽ đánh như nào? Chạy em ạ. Động tác tay của mày sẽ như nào? Lúc mày lên trên không mày đánh. Ờ đấy, thì mày cứ làm y hệt như thế. Và mắt mày tập trung vào rổ anh. Đánh nhanh, đánh mạnh vào tay y hệt đấy. Đã nghĩ rồi là làm. Đúng rồi. Thì nó mới ăn được điểm. Chứ bọn em lên trên không bọn em mới nghĩ bọn em làm cái gì cũng làm không? Đừng nằm giữa này. Đầu tiên anh muốn em vòng hẳn ra ngoài cái đấm này nhá. Ở cái đấm này vòng hẳn ngoài này. Phải là vòng hẳn ngoài này. Đuổi tay này. Đến đây hả? Vẫn nhảy cái kia đúng không anh? Ở cái nấm. Nghe này. Dạ. Cái nấm đầu tiên ấy, cái nấm này này, thì bọn em chỉ cần đi sát nấm đi nhanh được. Nhưng mà ở cái nấm thứ hai này, anh muốn bọn em đi và đổi hướng nhanh lên. Tao vào đánh. Ok. Rồi. Đi sát này. Mày đập bóng kiểu gì, đập nhanh lên. Đi nhanh lên thì hay là con đi đấy. Đập à? Nhanh đi. Hơi dừng. Mày đi tốt bụng trận đấu. Tiếp theo mình sẽ bắt các bạn ý phải át được cái động tác dứt điểm đó. Sau khi mà các bạn ý thực hiện một số cái tình huống dẫn bóng đi từ giữa sân, một lưu ý khi mà các bạn tập luyện, nhất là tập luyện những cái bài tập dẫn bóng ấy, các bạn phải di chuyển với tốc độ trận đấu, hoặc không thì ít nhất là các bạn cũng phải di chuyển với cả tốc độ gọi là cố gắng đi. Ví dụ trong trận đấu các bạn di chuyển tốc độ level 10 thì tập luyện ít nhất cũng phải được level 7, level 8 đi. Mình thấy rất là nhiều trường hợp các bạn khi tập luyện là cái việc di chuyển các bạn trông rất là hời hợt. Ở đây mình nhắc học sinh mình rất là nhiều. Các bạn cũng có thể thấy luôn đấy là khi mà các bạn di chuyển tốc độ cao thì cái việc mà bắt nhịp vào footwork nó rất là khó. Thì ở cái trình độ cao người ta hoàn toàn có thể là bắt nhịp được cái tình huống dứt điểm rổ ở mọi cái tốc độ. Còn như các bạn học viên của mình thì hiện giờ có vẻ là chưa làm được. Đi xa là đây, anh ơi. Em đập bóng ấy, cái tay kia nó phải hoạt hen lên. Đánh đau. Đúng rồi. Đau quá. Sao ấy? Cắt đó. Cắt được thân à. Hoạt hen lên. Các bạn có thể thấy cái bạn áo đỏ ở trong video ấy là cái động tác dẫn bóng các thứ của bạn ấy rất là vụng về. Thì các bạn có thể thấy là chiều cao các thứ rất là tốt, sức dướn tốt. Tuy nhiên là về kỹ thuật, về footwork, về handle các thứ, mọi thứ trông nó rất là vụng về. Có nghĩa là bây giờ bạn ấy chỉ đang làm được tốt những cái gì ở trong khuôn khổ vị trí đánh của bạn ấy thôi. Bạn ấy đánh ở vị trí phía trong, đánh số 5, thì bạn ấy chỉ mới làm tốt được những cái việc ví dụ như kiểu là nhận bóng ở phía trong ở low post, nó đánh vào, có những cái tình huống đánh cận rổ, có những tình huống rebound thì bạn làm tốt. Tuy nhiên chúng mình không bao giờ muốn dừng lại ở những cái giới hạn vị trí của mình. Chúng mình cần phải làm được tốt tất cả mọi kỹ năng, đặc biệt là những cái kỹ năng cá nhân cơ bản như kiểu là dẫn bóng này chẳng hạn. Thì trong cả video này các bạn sẽ thấy thôi là những cái lần bạn ấy dẫn bóng ấy trông rất là vụng về, không có tay offhand gì cả. Những cái động tác như kiểu qua háng các thứ là thường xuyên bị mắc lỗi. Cơ thể khi dẫn bóng thì đứng rất là cao. Mình nói đây không phải là chỉ riêng trường hợp của bạn ý, mình muốn tất cả các bạn khi chơi bóng rổ cần phải làm chủ được toàn bộ những kỹ năng cá nhân cơ bản. Ôm luôn. Xuống.
được bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi ra? Các bạn có thể thấy là chỉ sau một khoảng thời gian tập luyện rất là ngắn thôi, nhưng mà đã có sự thay đổi rõ rệt ở cái footwork của các bạn trong video. Các bạn có thể tua lại đoạn trước để xem. Footwork ở đoạn trước trông nó rất là gượng gạo, rón rén, nhưng mà bắt đầu sau khi đã làm quen rồi thì footwork các bạn ấy chạy trông nó rất là mượt mà. Và những cái tình huống các bạn ấy rút điểm vào nó nhiều hơn lúc trước rất là nhiều. Đây cũng là bài tập cuối trong buổi tập ngày hôm nay. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay và buổi tập này có ích cho các bạn thì các bạn hãy nhớ nhấn like, subscribe kênh của mình, chia sẻ video cho các bạn của bạn để họ có thêm động lực tập luyện. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.